Năm học mới thì ngành giáo dục đã ban hành một số quy định mới mà rất nhiều phụ huynh cũng cần phải được biết. Đó là không phê bình học sinh trước lớp, trước toàn trường hay trong các cuộc họp phụ huynh. Không còn quy định là buộc thôi học, không ghi hình thức kỷ luật vào học bạ. Nhiều phụ huynh đặt câu hỏi rằng là những quy định mới này mang lại điều gì cho con cái của họ? Quản lý hành vi con cái ở trường sẽ như thế nào? Và là phụ huynh thì chúng ta nên tiếp nhận và áp dụng những quy định mới này như thế nào? Thì bây giờ mời quý vị các bạn quan tâm chúng ta sẽ cùng trao đổi với chuyên gia của chương trình, Phó giáo sư tiến sĩ tâm lý giáo dục Trần Thành Nam. Dạ vâng, xin chào anh Lê Anh, xin chào quý khán giả đang xem chương trình ạ. Vâng ạ. Anh nghĩ rằng đây có còn là việc không kỷ luật nữa và không còn một, bất cứ một cái sự kỷ luật nào nữa đối với học trò khi mà mắc sai lầm hay không? Vâng ạ, với cái thông tư này thì chúng ta nhìn thấy là cái tinh thần của thông tư rất là nhân văn, hướng đến cái việc là khuyến khích cái sự phát triển của học sinh, và cái cách thức giáo dục ở đây tức là hướng cho các em ấy có thể là biết được những cái hành vi nào nên làm và tránh những cái hình thức mà trừng phạt mà gây ảnh hưởng đến thân thể hoặc là ví dụ như gây ảnh hưởng đến cái sức khỏe tinh thần. Vì vậy cho nên là nó là một cái thông tư mang cái tính chất nhân văn rất là lớn. Và cái điều như anh Lê Anh cũng nói là nhiều phụ huynh có thể nói rằng là cảm thấy lo lắng vì không biết là con của mình có thể là vào quy củ hay là vào kỷ luật được hay không. Kỷ luật tích cực ở đây tức là làm cho các con vào kỷ luật trong một cái bầu không khí rất là tích cực. Sử dụng những cái biện pháp sư phạm để làm cho đứa trẻ nó nhận ra được rằng là tại sao con lại làm cái hành động này là sai. Và khi mà con sai thì con sẽ phải có một số những cái thái độ hối lỗi. Và cái kỷ luật tích cực là dạy và cung cấp cơ hội để cho những cái đứa trẻ đấy là nó có thể học được những cái kỹ năng hành vi mới để lần sau là tự giác hành động và đưa mình vào kỷ luật. Thì cái kỷ luật tích cực nó khác một chút so với cả cái triết lý mà chúng ta vẫn tin tưởng trước đây. Nếu mà kỷ luật truyền thống thì dựa vào cái việc là làm cho đứa trẻ sợ hãi này, lo lắng này, hoặc là xấu hổ để mà con không thực hiện những hành vi sai nữa. Cái việc so sánh với cả những đứa trẻ khác cũng là một cái cách thức làm cho đứa trẻ xấu hổ. Nhưng mà ở trong cái kỷ luật tích cực ấy, thì không tất cả những cái niềm tin của chúng ta, ví dụ như yêu cho roi cho vọt là không đúng với cả kỷ luật tích cực. Hay là ví dụ như khen con nhiều quá thì dẫn đến là việc là con nó chủ quan rồi không có cố gắng thực hiện nữa thì cũng sai ở trong cái kỷ luật tích cực này. Rồi là có một số quan điểm là phớt lờ lỗi nhỏ kiểu gì cũng dẫn đến lỗi lớn. Hay là ví dụ như xử phạt bằng một cái hình phạt nhẹ mà không được thì chỉ có hình phạt nặng thôi chứ không thể nào mà rất là nhân văn rồi là khuyên bảo con được. Và bố mẹ thì theo kỷ luật truyền thống thì cứ nghĩ rằng là con ấy, nếu mà cái sự đau khổ của con càng lớn có nghĩa là cái hình phạt đấy nó càng có hiệu quả, thì tất cả những niềm tin này đối với kỷ luật tích cực là không đúng. Mà kỷ luật tích cực sẽ chỉ tập trung vào cái việc là làm thế nào đấy để tôn trọng tốt nhất cái quyền lợi của con này, rồi là khuyến khích cái khả năng lựa chọn của con này, không xâm phạm hoặc là xúc phạm về mặt thân thể của con, và coi lỗi lầm đó là một cái cơ hội. Dạ. Vậy như vậy là chúng tôi đón nhận được từ ý kiến của tiến sĩ Trần Thành Nam về một cái khái niệm là kỷ luật tích cực. Dạ. Vậy tôi xin hỏi rất nhanh thôi là thế thì những cái gì trước đây anh vừa nói là kỷ luật truyền thống đấy, vâng, phải chăng nó là tiêu cực? Đến bây giờ thì tất cả những cái kỷ luật tiêu cực như mà chúng ta vừa nói hay kỷ luật truyền thống ấy thì nó không còn phù hợp với cả bối cảnh hiện tại, khi mà chúng ta đang thực hiện các cái quyền trẻ em, ví dụ như là xâm phạm thân thể của các em, đấy là vi phạm quyền của trẻ em rồi. Kỷ luật tích cực ấy thì nhấn mạnh vào cái việc là các điều gì những con các con nên làm. Thế còn kỷ luật truyền thống trước đây là bố mẹ toàn nói là không được làm cái này, đừng làm cái này, dừng lại, đừng, cái đấy sai rồi. Tức là một đằng thì là sẽ nhấn mạnh vào những cái nên làm, còn một đằng thì là nhấn mạnh vào những cái là các em không được làm.